Kỷ nguyên hải tặc, game One Piece chuẩn nguyên tắc, cam kết tính năng độc quyền, update không hồi kết, tải game ngay, kỷ nguyên hải tặc.com. Xếp hạng sức mạnh 7 hệ trái quỷ trong One Piece. Cũng là dạng doan thức tỉnh như nhau, kéo hiểu sao Lucy lại chẳng thể đánh trúng được Luffy. Ngược lại còn bị cô lưu vơn cho một vòng điếng người. Giải thích như nào đây anh em, cột lõi phải nói đến cấp độ của trái quỷ đúng không nhỉ? Sự khác biệt nằm ở doan thường và doan thần thoại. Crocodile đã từng nói, không có trái quỷ yếu, chỉ có người ăn trái quỷ không biết trên ninh. Lão nói chẳng sai, Mr. Zero thốt ra câu nào, triết lý câu đó. Nhưng phải công nhận rằng, nếu ăn được trái quỷ mạnh và hiếm gặp, chắc chắn cơ sở để người đó vươn tầm tốt hơn nhiều so với số đông. Theo anh em, đâu là sức mạnh bá nhất trong 3 dạng trái quỷ từng xuất hiện và 7 dạng tất thảy được chia nhỏ ra? Loja hay doan thần thoại mới xứng đáng ở top 1 hơn? Ngay bây giờ hãy cùng với thuyền trưởng Trần Soi xếp hạng sức mạnh 7 hệ trái quỷ trong One Piece. Ok, let's go! Trái quỷ nhân tạo. Mở hàng cho video ngày mới hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tên khá bất ngờ với trái ác quỷ nhân tạo. Vai trò của nó dạo gần đây được đề cập khá nhiều, nhất là khi câu chuyện đang tiến triển đến phần Egghead, hòn đảo khoa học. Trái quỷ nhân tạo lần đầu tiên được nhắc đến ở Panghaza. Nhà máy sản xuất SAD là nguồn cung cấp nguyên liệu chủ yếu cho Smile ở Red Rosa. Sau đó, được vận chuyển đến Wano, phục vụ bằng hải tặc dã thú. Đấy là hàng Shopee Lazada thôi, so với những gì mà tiến sĩ Vegapunk có thể làm được. Ông không chỉ tạo ra doan nhân tạo với tỷ lệ cao hơn nhiều. Doan thần thoại hay Paramecia cũng nằm trong khả năng của Dr. Điên. Thứ duy nhất Punk cảm thấy khó khăn chính là trái quỷ Loja. Nhưng bấy nhiêu đó là đủ để chứng tỏ trái quỷ nhân tạo tầm này không còn hiếm hoi nữa. Nó có thể xuất hiện với cường độ nhiều hơn đến từ ác đảo trứng. Tới cái thời công nghệ lên ngôi rồi nên vậy. Chúng ta đã kiểm chứng được sự phổ biến của nó. Nhưng còn sức mạnh thì chưa. Không rõ năng lực có được so sánh với bản gốc ban đầu hay không. Trái quỷ của Momo, Mero Mero, rồi Nikyu Nikyu no Mi, tất cả mới chỉ nằm ở mức cơ bản. Còn phải chờ thêm một thời gian nữa để xác nhận liệu có đủ chứng đấm nhau với bản view. Duy một điều trái quỷ nhân tạo không làm được, đó là trạng thái thức tỉnh. Vì vậy, ad tạm thời xếp trái quỷ nhân tạo ở vị trí cuối cùng trong top 7 hệ năng lực mạnh nhất One Piece. 6. Doan cơ bản. Cùng với Paramecia, doan rất chi là phổ biến. Nó xuất hiện ở mọi nơi trên hành trình vượt biển của Luffy. Doan dễ tìm và dễ sử dụng nhất trong số 3 hệ. Không cần phải tập luyện quá nhiều bởi nó có thể lập tức được sử dụng sau khi người dùng ăn nó. Kaku là một ví dụ điển hình. Hệ doan cơ bản không quá mạnh, đa số toàn làm nền cho những nhân vật khác. Toàn những cái tên đôi khi bạn còn không nhớ được. Một số trái quỷ doan yếu ớt có thể nhắc đến như con thú phê đổ sống trong Impel Down. Dù được xác nhận thức tỉnh, nhưng ăn một đấm của thằng Lu là đã gục ngã chả hiểu kiểu gì. Nói đi thì cũng phải nói lại, bọn này yếu ớt được cái dài sức, bị đấm gục mới vài phút lại ngồi dậy chiến đấu tiếp, y hệt như con báo thủ Lucy tại trường 1070. Chỉ một số nhân vật sở hữu doan được xem là nổi trội như là Chopper, bọn CP0, tất thảy đều có một đặc điểm chung là được búp cơ thể cường tráng, thể chất tuyệt vời với khả năng hồi phục ở dạng khá. Doan là hệ năng lực hiếm hoi, không có mấy kẻ săn đuổi. Thế nên như chúng ta đã thấy, băng dầu đen chẳng khứa nào nhắm tới. Chúng toàn dinh Paramecia hay doan thần thoại thôi. Còn Loja thì thẳng tiến. Dẫu vậy, điểm lợi hơn so với trái quỷ nhân tạo đó là Doan hoàn toàn có thể thức tỉnh nhờ sở hữu nguồn sức mạnh lớn hơn. Đơn cử như việc Lucy thể hiện ở vài chắc gần đây cho thấy rằng hắn trâu bò ra phết, ăn đấm ở cấp độ Nika của Tứ Hoàng mà vẫn bị xây sức nhẹ. Chủ yếu là do người tập luyện thôi, chứ chẳng có trái quỷ nào là yếu cả. 5. Paramecia. Đây có lẽ là hệ sức mạnh đa dạng nhất, xuất hiện nhiều nhất ở từ đầu bộ truyện. Paramecia được định nghĩa là thuộc hệ sức mạnh siêu nhân. Nói cho sang chứ thôi, chứ năng lực nào mà không thuộc Swan hay Loja. Cứ quăng vào Paracetamol, vì hệ siêu nhân có rất nhiều năng lực cực kỳ hay ho. Muôn hình vạn trạng, nó có thể sở hữu một số tính chất giống với trái Loja như trái kim cương, trái vàng. Chỉ không thể tự tạo ra nguyên tố nên không xếp vào Loja được. Giả sử tưởng tượng, Tesoro hay Zozu búng phát bay ra vài cục vàng hay kim cương xem, hành nghề cứ bọc chỉ nữa cho mệt thân. Một số năng lực liên quan đến thấu thị, linh hồn, rồi cả điều khiển vật chất, tất cả tạo nên sức mạnh phổ biến dễ bắt gặp nhất. Vì Paramecia có rất nhiều nên cũng khó nhận định được cấp độ của nó. Lắm trái mạnh như OPOP, Juicy Juicy, lắm quả chẳng đâu vào đâu như trái rỉ sét, trái rỉ mũi hay đổi gương mặt. Kinemon còn cho chúng ta thấy một năng lực hóa tràng thật là vãi nổi. Xui rủi ăn phải một trái như thế thì khác gì vận đen đâu. Không được sức mạnh gì, bù lại mất hoàn toàn khả năng bơi lội. Vì lý do đó,
Ăn trái quỷ luôn là một canh bạc, người dùng phải đặt cược vì có một số trái chẳng biết năng lực bên trong nó là gì. Đặc biệt là Yomi Yomi của Brook. Lúc còn sống nó chẳng có tác dụng gì luôn ấy, đến khi chết rồi mới giúp ông hồi sinh. Làm méo gì có ai dám tin, và thử chết một lần xem có sống lại hay không. Hệ Paramecia đóng góp rất nhiều trong cốt truyện One Piece là dâu trắng với Gura Gura no Mi và Big Mom với Soru Soru no Mi. Trái cao su của thằng Min mất 25 năm để xác nhận thuộc doan thần thoại. Ban đầu ai cũng nghĩ rằng nó là hệ para quen cấp độ trung bình. 4. Doan cổ đại. Doan cổ đại nhìn chung khá hiếm để được tìm thấy, đa phần đều thuộc với băng hải tặc dã thú. Toby Roppo và Okanban là những kẻ nổi tiếng sở hữu năng lực này. Không bá đạo như doan thần thoại, doan cổ đại bao gồm các sinh vật từ thời tiền sử. Chúng cao to, nhanh nhẹn và cực kỳ hung hăng, những con thú săn mồi đích thực thời kỳ đồ đá. Đếm sơ sơ cũng có gần chục sinh vật cổ đại xuất hiện ở Wano Quốc. Tất cả đều có một đặc điểm chung là khi biến hình, cảm giác như thể muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Doan cổ đại cực kỳ khó bị đánh bại bởi chúng không có gì ngoài sự trâu bò. Các loài khủng long, nhện tinh, hổ răng kiếm và cả thằn lằn bay rồi vòi ma mút. Wano như thể công viên kỷ Jura 2.0 phiên bản thế giới hải tặc. Sasaki từng nói rằng băng hải tặc bạch thú trở nên đáng sợ vì nhớ có tổ đội 6 Toby Roppo chấn giữ. Thật vậy, võ mồm của chúng không phải dạng vừa, sức mạnh có hạn nhưng chém gió thì rất giỏi. Kẻ ngầu lòi lúc ban đầu như Hu Isu về sau cũng biến thành một tên tấu hài. Chả biết có phải ăn doan cổ đại rồi nhiễm luôn cái tính tự cao hay không. Bọn Okanban còn hống hách hơn, chúng xem trời bằng vùng, nghĩ mình là đấng, chỉ xếp sau Tư Hoàng Kaido. Thằng Queen còn dám thiết đầu công với cả Big Mom cơ mà. Nếu để solo, trận chiến càng kéo dài, doan cổ đại càng có lợi thế. Đó là lý do tại sao một người nổi tiếng về khả năng hồi phục như Marco cũng chẳng thể làm khó được hai Okanban là King và Queen. 3. Paramecia đặc biệt. Trên một bậc so với Paramecia thông thường, chúng ta có trái Mochi Mochi được gọi là Paramecia đặc biệt. Ban đầu Oda từng có ý định xếp trái Mochi vào hệ Logia cho đến khi ông quyết định đặt ra hệ mới cho trái quỷ này. Năng lực rõ ràng thuộc Paracetamol nhưng lại có thể biến đổi tính chất tương tự như hệ nguyên tố. Không phải chỉ riêng Luffy, tất cả các độc giả đều lầm tưởng trái Mochi phải có mánh khóe gì mới làm được như thế. Trong trận đấu với thằng Men ở thế giới gương, mọi thứ dần được vỡ lẽ khi Luffy phát hiện được chìa khóa trong sức mạnh của Katakuri. Năng lực Mochi không tự hoạt động như Logia. Nó đòi hỏi người sử dụng sở hữu hạt kỳ quan sát thấu thị tương lai để chuyển hóa cơ thể thành bánh Mochi né đòn. Đối với một kẻ luyện kỹ thuật quan sát lên đỉnh cao như Kata, trông anh như thể một người sử dụng hệ Logia thuần túy và còn đẹp trai nữa. 10 điểm. Nhưng đây cũng là điểm yếu chí tử của trái Mochi. Chỉ cần tư lệnh ngọt số 1 bị phân tâm và không kiểm soát được khả năng thấu thị, anh hoàn toàn có thể bị đánh trúng và ăn no đòn. Vì vậy nó còn được xếp vào giữa Paramecia với Logia. Mình chọn Paramecia trên cả doan cổ đại bởi tính đa dạng mà nó mang lại. Katakuri gần như bất khả chiến bại khi đối đầu với những kẻ chỉ biết đấm nhau bằng cơ bắp như bọn thuộc cấp bằng bạch thú. 2. Logia. Thuộc hệ sức mạnh nguyên tố cực hiếm, Logia được xem là hệ mạnh nhất trong ba dạng cơ bản khi nói về trái quỷ. Cho đến nay mới chỉ có vỏn vẹn hơn 10 nguyên tố được debut. Con số quá khiêm tốn khi biết rằng Doan vài chục trái, còn Paramecia lên đến 3 chữ số. Vì tính chất siêu hiếm của nó, ai may mắn ăn được trái quỷ Logia được xem như ông trời ban năng lực của thần thánh. Ánh sáng, magma, băng tuyết, cát, rừng xanh hay lửa đều là những thứ cực kỳ thiêng liêng trong lịch sử loài người. Trái sấm sét của Enen còn giúp hắn được tôn vinh là chúa trời trên quần đảo Skypiea màu nhiệm. Riêng về giá trị của trái Logia, một đủ sức cân kèo với một đội trưởng tư hoàng, không dưới con số tỷ Belly đâu. Trong số này, yêu nhất ạt nghĩ có lẽ là trái khói của Smoker và bùn lầy của Caribou. Hai năng lực này không có chỗ đứng trong hàng ngũ hệ Logia. Còn lại tất cả đều quá bá nếu đem so sánh với hệ Zoan hay Paramecia thông thường. Nó hội tụ đầy đủ yếu tố phòng thủ lẫn tấn công. Nếu đánh bại một người thuộc Logia, đòi hỏi cả đó phải sở hữu sức mạnh Haki ở dạng cấp cao thủ trở lên. Kabobrok đời đầu đều là người ăn trái quỷ Logia. Akainu, Kizaru và Aokiji, bộ ba chân giữ Marineford trong trận đại chiến kinh điển ở tổng bộ hải quân. Sức mạnh của ba nguyên tố Magu Magu, Pika Pika, Hie Hie gần như ao trình với các đội trưởng bằng dầu trắng. Ngay cả Marco với Doan thần thoại còn không thể làm khó được họ. Đủ biết là Logia quý giá như thế nào trong hệ thống phân cấp toàn bộ trái quỷ One Piece. 1. Doan thần thoại. Đứng đầu lúc nào cũng phải có thứ gì đó liên quan trực tiếp tới thằng Men. Gia đình bá đạo nhất, băng hải tặc nhiều màu sắc nhất, đồng minh khủng nhất và trái quỷ của cậu đang sở hữu cũng là nhất. Tầm này OPOP 5 tỷ, tuổi gì mà so sánh với thứ chính quyền đã theo đuổi 800 năm qua vẫn chưa được.
Thân mặt trời Nika thuộc hệ Doan Thần Thoại, đại diện cho hệ trái quỷ thuộc top 1 trong 7 hệ. Doan Thần Thoại là loại còn hiếm hơn cả Loja. Đây là lời giới thiệu về năng lực của Marco khi anh xuất hiện ở tổng bộ. Tại Wano, một số Doan Thần Thoại khác được debut như là Thanh Long của Kaido, Sói Thần của Yamato, Hồ Ly Chín Đuôi của Devon hay Bát Kỳ Đại Xà của Orochi. Hiện tại chỉ có 8 trái quỷ Doan Thần Thoại được xác nhận, bao gồm năng lực Nika của thằng bên Mugiwara. Ngoại trừ việc búp được cả thể chất và khả năng phục hồi của hệ Doan, hệ thần thoại còn cho phép người dùng sở hữu những kỹ năng hết sức đặc biệt mà vị thần trong loại trái cây này có được. Họ có thể biến hình, thay đổi nhân diện, có đến 8 mạng hay sở hữu các nguyên tố thuộc về tự nhiên. Đây là sự khác biệt lớn giúp Doan Thần Thoại có thêm một số tính chất của hệ Loja hay Paramecia. Riêng những trái top đầu xác định luôn sở hữu năng lực của cả ba hệ. Bảo sao không bá vãi trưởng? Theo mạch truyện, không phải Loja, Doan Thần Thoại mới là hệ năng lực được Oda đề cao. Phải tìm mọi cách búp cho thằng Mên lên trình chứ. Càng về cuối truyện, hệ sức mạnh này càng có chỗ đứng vững chắc, xứng đáng là top 1 năng lực trái quỷ so với bình diện chung. Ok, trên đây là video xếp hạng sức mạnh 7 hệ trái quỷ trong One Piece. Ý kiến của anh em như nào nhỉ? Comment bên dưới cho mình biết nhé. Như thường lệ, chào đón ba bạn may mắn đến với channel Thuyền trưởng Sám Soi. FcryVRTV 3037. Anh ơi, trái quỷ có cái cây không? Nếu không có cây thì trái quỷ được hái ở đâu hả anh? Cái này có Oda mới biết thôi. Ông muốn bẻ lái như nào thì như thế ấy bạn ạ. Tiếp theo là một bạn user có cái tên rất là long long hoàng. Hello Captain. Hello Newbie. Chào mừng chàng tân binh bằng hải tặc Sám Soi. Quốc Khánh Huỳnh Nguyễn 6731. Trái quỷ nào mắc nhất với anh? Tất nhiên là trái quỷ tối thượng với giá trị 5 tỷ Belly rồi. Bạn nào chưa may mắn đợi lên video sau nha. Đừng quên để lại một like, đăng ký kênh để luôn ủng hộ cho ekip bọn mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo vào ngày mai. Bye bye!